Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình là Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cái phương pháp mà mình đang áp dụng để tạo ra những video về hướng dẫn phần mềm cũng như là các thủ thuật về máy tính. Thì mình thường xem những cái video hướng dẫn trên YouTube thì mình thấy các bạn còn đang rất là sơ sài trong việc tạo ra những video hướng dẫn kiểu như này. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ những cái bước mà mình đã làm, cái quy trình nó làm như thế nào để bạn có thể tạo ra một cái video hướng dẫn người khác hiểu về một cái phần mềm cũng như là chia sẻ một cái thủ thuật nào đó trên máy tính mà bạn biết. Thì video dạng này thì chúng ta cần một cái phần mềm ghi màn hình lại, tại vì đặc trưng của video dạng này đó là chúng ta chỉ làm việc trên cái màn hình máy tính thôi, chúng ta không có đi ra ngoài như là những video về vlog hoặc là những video về phong cảnh du lịch. Này là cái đặc thù của video về hướng dẫn phần mềm. Vì thế thì mong các bạn, những ai đang quan tâm về cái chủ đề này thì có thể xem video này như là một cái bài tham khảo. Rồi, bây giờ thì đầu tiên chúng ta cần một cái phần mềm quay màn hình. Bạn cũng có thể sử dụng Camtasia Recorder. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo, và ngay cả bản thân mình không có sử dụng cái chương trình này để quay màn hình. Lý do rất là đơn giản thôi, sau khi cái file mà bạn ghi hình xong nó rất là nặng, nó chiếm một cái lượng không gian ổ cứng của bạn rất là đáng kể. Tại sao chúng ta phải chi cái không gian ổ cứng cho những cái video hướng dẫn phần mềm? Điều đó là không cần thiết. Vì vậy thì bạn nào thích thì dùng, còn khuyến nghị của mình là không nên dùng cái chương trình Camtasia Recorder, mà chúng ta có một cái chương trình khác thay thế, đó là Bandicam. Và bản thân mình, ngay cả bản thân mình vẫn đang dùng cái phần mềm này để tạo ra những cái video hướng dẫn các bạn, những cái phần mềm mà các bạn đang xem, và ngay cả video này mình vẫn dùng Bandicam. Nếu như bạn chưa có cái chương trình Bandicam này thì bạn có thể truy cập website phần mềm của tôi.com để tải về. Sau khi tải về xong rồi thì bạn cài đặt thì nó ra cái giao diện như thế này. Trước khi mà chúng ta tạo ra những cái video về hướng dẫn phần mềm thì chúng ta nên chỉnh lý một chút về các phần mềm Bandicam này. Trong phần video thì bạn tích cho mình cái dấu tích, đó là hiển thị con chó chuột và thêm hiệu ứng nhấp chuột. Tại vì đặc thù của những video về hướng dẫn phần mềm thì chúng ta cần phải cho khán giả biết rằng là vị trí cái con chó chuột của bạn đang nằm ở vị trí nào để người xem họ biết và họ hình dung được. Còn nếu như bạn không có cái dấu tích này thì con chó chuột của bạn nó ẩn đi, kiểu như là người xem không thấy con chó chuột của bạn. Như vậy cũng rất là bất lợi ha. Vì vậy thì chúng ta tích vào hai cái dấu tích, đó là hiển thị con chó chuột và thêm một cái hiệu ứng nhấp chuột nữa. Trong cái phần, cũng trong cái phần video này luôn nè, thì các bạn vào cái phần đó là thiết lập. Tại đây mặc định thì nó để AV. AV thì file này rất là nặng, mình khuyên các bạn nên chuyển về MP4. Rồi, đó là những cái, tóm lại là chỉ có 3 cái thiết lập thôi, đó là hiển thị con chó chuột, thêm hiệu ứng nhấp chuột và cái phần thiết lập này. Các bạn chuyển AV về MP4, đồng ý vậy là xong rồi đó. Và cái video hướng dẫn phần mềm thì bao giờ các bạn cũng phải ghi âm cả giọng nói. Vậy thì các bạn vui lòng thêm vào một cái microphone bằng cách nhấp vào đây. Ở trong đây thì thiết bị ghi âm chính của mình đó là microphone, và thiết bị ghi âm phụ đó là thiết bị mặc định. Rồi, đồng ý. Thì các bạn sẽ ghi được cái giọng nói, cái âm thanh từ cái micro của bạn. Sau khi mà các bạn chỉnh lý cái phần mềm Bandicam này rồi á, quên nữa, bạn chỉnh lý chỉ có một lần thôi, những lần sau các bạn không cần phải làm y như vậy nữa, tại vì các bạn đã thiết lập nó một lần và mãi mãi nó y như vậy rồi thì chúng ta không cần phải chỉnh lần sau. Giả sử như là mình đang hướng dẫn, đang chia sẻ, đang nói về cái phần mềm Camtasia, tại vì mình vẫn hay hướng dẫn các bạn về cái phần mềm này nên mình đem phần mềm này ra mình thị phạm luôn. Thì sau khi mà các bạn đã chỉnh lý về phần mềm Bandicam rồi thì chúng ta bắt đầu ghi hình. Đảm bảo rằng là kiến thức của bạn về các phần mềm mà bạn đang hướng dẫn phải có chút am hiểu nha. Nếu như bạn không am hiểu thì trong quá trình các bạn nói sẽ gây ra cái tình trạng đó là ấp a ấp úng, nói có thể bị sai, rất là mất thời gian khi mà các bạn cắt và chỉnh sửa trong phần mềm. Rồi, chúng ta bấm vào nút Red để ghi hình.
À quên nữa, trước khi ghi hình thì các bạn nên chọn cái chế độ đó là toàn màn hình nha. Chế độ này nè, để chúng ta lấy hết cái màn hình luôn. Rồi ở đây có chúng ta có một cái nút Red, đây là nút ghi hình, chúng ta bấm vào đây. Thì kể từ lúc này quá trình ghi hình của bạn đang diễn ra, các bạn thấy cái cột sóng âm lên xuống này chính là cái tiếng nói mà mình đang ghi âm. Và bên tay phải các bạn là có cái dòng chữ số đang chạy nè, thì đây là biểu thị cho thời lượng video của bạn. Bên đây là dung lượng video của bạn đang tăng dần, thì cái thời lượng càng cao thì cái dung lượng của bạn cũng sẽ tỷ lệ thuận theo. Trong quá trình ghi màn hình thì các bạn nên ẩn cái chương trình Bandicam bằng cách đưa nó xuống cái khay hệ thống đi, cho nó ẩn dưới đây, để các bạn có một cái không gian rộng rãi để chia sẻ cũng như là hướng dẫn mọi người về cái phần mềm mà bạn đang hướng dẫn ha. Rồi kể từ lúc này thì các bạn bắt đầu đi vào nội dung. Đầu tiên thì thân bài, đầu tiên thì mở bài chứ. Thì một cái video nó bao gồm cái mở bài, thân bài và cuối cùng đó là kết luận. Thì mở bài thì các bạn giới thiệu về cái vấn đề mà các bạn sẽ chia sẻ. Thân bài thì bạn bắt đầu đi vào cái nội dung chính là hướng dẫn mọi người cái phần mềm này nó như thế nào, cách sử dụng ra làm sao, rồi cái thủ thuật máy tính mà bạn biết nó như thế nào thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người. Và cuối cùng là cái kết luận, bạn chốt lại vấn đề rằng là kêu gọi mọi người một cái hành động nào đó, như là ủng hộ thì subscribe, nhấp vào nút đăng ký, like và share để ủng hộ tinh thần. Thì cái đó thì bạn tự nói thêm vào. Rồi bắt đầu, giả sử là bây giờ mình hướng dẫn các bạn về cái phần mềm Camta nè. Bây giờ chúng ta import file media vào trong cái phần import này, chính là cái đưa dữ liệu của bạn vào thôi. Rồi đưa cái video của bạn vào, rồi sau đó tiến hành những thao tác chỉnh sửa, đại loại vậy. Rồi sau khi mình đã hướng dẫn xong cái phần mềm về cái lệnh media này, thì trước khi kết thúc video thì mình kêu gọi mọi người subscribe, nhấp vào nút đăng ký hoặc là like hoặc share thôi. Sau đó thì các bạn chào mọi người, rồi chúng ta tiến hành đóng cái video quay màn hình lại. Ở đây các bạn thấy cũng cái nút đỏ đó thôi, các bạn nhấp vào lần nữa thì nó sẽ dừng lại thời gian của bạn trở về không, đang hiển thị. Tóm lại là bạn đã ghi một màn hình xong rồi đó. Thì lúc này các bạn tìm cái video mà các bạn đã ghi màn hình bằng cách mở thư mục đầu ra. Thì tại đây chương trình Bandicam sẽ đưa bạn đến một cái thư mục chứa cái video sau khi mà bạn đã ghi hình. Thì lúc này nhiệm vụ của chương trình Bandicam đến đây là kết thúc. Bây giờ đến là khâu biên tập video. Có rất là nhiều cái phần mềm giúp cho bạn chỉnh sửa và biên tập video. Thì mình đề cử cho bạn một vài phần mềm nè, đó là Movavi nè, Wondershare nè. Mình ít khi dùng Adobe Premiere lắm, tại vì cái chương trình đó rất là nặng và không cần thiết để chỉnh sửa và biên tập những cái video dạng như là hướng dẫn phần mềm, hướng dẫn những cái thủ thuật. Mà cái phần mềm mình hay dùng nhất đó là chương trình Camtasia Studio 9.1.1, tại vì nó đơn giản, dễ dùng và cái tốc độ render của nó rất là ngạc nhiên, tốc độ render nhanh, chỉ vậy thôi. Và cùng mình cũng video dạng này thì cũng không cần đòi hỏi những cái kỹ xảo, những cái hiệu ứng gì nó hầm hố hết, nó chỉ đơn giản thôi, truyền tải một cái nội dung, một cái bài hướng dẫn đến mọi người để chia sẻ thôi. Sau khi mình đã có một cái video quay màn hình từ cái chương trình Bandicam, lúc nãy mình thiết lập là MP4, dung lượng rất là nhẹ đúng không? Nếu mà bạn để AV nó nặng hết hồn luôn. Bây giờ thì chúng ta đưa vào cái chương trình Camtasia để tiến hành biên tập. Và cấu trúc một video bao giờ cũng có intro, nội dung chính và cái cuối cùng đó là outro, vậy là xong. Ở đây chúng ta có nội dung chính rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ import vào một cái intro. Thông thường intro sẽ là một cái video hướng, một cái video giới thiệu về cái thương hiệu, cái logo. Ở đây thì mình có một cái. Cái thứ hai là chúng ta thêm vào một cái outro để kết thúc nội dung. Và nếu cần thiết thì các bạn cho vào một cái nhạc nền. Đây thì mình để cái nhạc nền nó cũng tùm lum quá, sắp xếp vô trật tự. Nếu như bạn có thời gian thì các bạn sắp xếp nó vào một cái thư mục để các bạn dễ tìm kiếm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt cái
intro vào đầu cái timeline này và đưa cái nội dung chính xuống và đưa một cái nhạc nền vào thì chỉ vậy thôi. Nhạc nền thì nên hạ xuống khoảng, mình hay hạ là 25% để lấy cái độ feel, với lại đỡ phải nhàm chán khi nghe những cái thủ thuật, tại vì cái những video về hướng dẫn phần mềm nó rất là khô khan. Vì vậy thì nó cần cái nhạc nền để kéo lại cái cảm xúc. Rồi thì thông thường thì chúng ta sẽ có một cái transition để báo hiệu sự chuyển tiếp giữa intro và nội dung chính. Đây là nội dung chính nè. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu cắt ghép. Ví dụ như chúng ta nói bị sai, nói vấp thì chúng ta có thể cắt bỏ cái đoạn đó đi. Là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai đó là những đoạn rườm rà thì chúng ta sẽ tăng tốc cái đoạn video đó cho nó tua nhanh. Thì để tua nhanh thì các bạn cắt cái đoạn cần tua và chọn Asleep Beat. Thì lúc này các bạn sẽ kéo nó lại. Và khi video của bạn chạy đến cái đoạn này thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Những cái đoạn video mà các bạn cần tua đó là những cái thao tác như là chờ đợi một cái vấn đề gì đó. Cụ thể ở trong vấn đề hướng dẫn phần mềm, những phần mềm dựng phim á, thì trong lúc hướng dẫn các bạn render thì cái quá trình nó rất là lâu, thì mình phải tua nhanh cái đoạn đó để chạy qua. Hoặc là những tiểu tiết không cần thiết thì các bạn cũng có thể tua qua. Đó là cắt và tua. Tiếp theo đó là về cái zoom. Tại vì trong hướng dẫn phần mềm thì chúng ta cần phải zoom lại những cái lệnh nào đó để khán giả họ có thể nhìn trực diện bằng lệnh animation trong cái phần zoom pan. Thì các bạn sẽ zoom lại cho khán giả xem cái vị trí mà các bạn muốn khán giả nhìn thấy cái lệnh nào. Ví dụ như ở đây mình zoom lại cái lệnh đó là in sports media, thì chúng ta có một cái mũi tên dưới timeline. Thì khi vào cái mũi tên timeline này, nhỏ tiếng này ha, phải khỏi phải nghe mình nói trong video này, nó bị không đồng bộ âm thanh. Rồi khi mà chạy đến cái mũi tên này thì lập cái lệnh zoom, nó sẽ cho các bạn thấy cận cảnh cái lệnh mà bạn muốn khán giả họ xem. Rồi đó là về cái lệnh zoom cận cảnh. Mà khi zoom rồi thì các bạn cũng nên trả về vị trí cũ bằng cách scale to fix, thì nó sẽ ra cái mũi tên thứ hai. Và kể từ cái mũi tên thứ hai này thì vị trí trở về ban đầu nó sẽ, giờ các bạn xem để hình dung đi, để mình nói thì cũng hơi khó hiểu đó, không, nó zoom trở lại cái vị trí ban đầu. Và mỗi khi các bạn cần zoom thì chúng ta tiếp tục kéo thôi và scale to fix để trả về vị trí. Đó là những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với quý chị và các bạn. Còn một cái nữa đó là những video về hướng dẫn phần mềm á, thì chúng ta không nhất thiết phải để về vấn đề ngày tháng. Để ngày tháng thì khán giả họ xem thì họ biết rằng là cái video của mình đang quay ở thời điểm nào đó trong quá khứ. Nếu như ở hiện tại họ xem, ví dụ như đây là ngày 21 tháng 12 2017 nè, thì đến 2018 thì vô tình họ xem lại cái video này, họ nói là cái video này cũ rồi, kiếm cái video mới hay hơn để xem, tự nhiên xem cái video của năm 2017 ha. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái bất lợi, và người xem họ sẽ không xem những video của mình và tìm những video mới hơn. Vì vậy thì chúng ta phải che đi cái vấn đề ngày tháng này bằng cái lệnh blur, nó trong phần annotation và có hình giọt nước, các bạn kéo xuống. Đây chúng ta có một cái lệnh blur, thì lúc này các bạn kéo xuống ngay chỗ cái để mình zoom lại cho các bạn xem. Thì các bạn cũng đang thấy mình đang che trong những video về hướng dẫn phần mềm thôi. Thì bây giờ các bạn che đi cái vấn đề ngày tháng nè. Mình hay để lại thời gian tại vì đơn giản là mình thích thôi. Còn cái vấn đề ngày tháng thì mình che đi, và che hết luôn, che từ đầu đến cuối video luôn. Các bạn kéo dài từ đầu đến cuối thôi. Đây thì mình thị phạm để các bạn có thể hình dung được vấn đề. Thì đây chúng ta đang che lại vấn đề ngày tháng. Bây giờ thì các bạn thường thấy video của mình có một cái viền màu trắng phải không? Thì tại sao có cái viền màu trắng như vậy? Tại vì mình nghe cái ông nào trên YouTube ở nước ngoài họ cũng hướng dẫn phần mềm,
họ nói rằng là thêm cái viền màu trắng để nó đẹp với lại nó tăng cái mức độ tập trung hơn khi nhìn vào video. Thì để tìm được cái viền màu trắng như vậy thì các bạn vào cái phần quang quang này nè, đó là motion color, trong cái phần annotation thì các bạn kéo xuống hình vuông mà, nhưng mà các bạn thấy nó màu đỏ phải không? Thì bây giờ muốn màu trắng thì các bạn chọn color nó màu trắng nè và đẩy thickness lên để lấy cái viền nó to hơn, thì lúc này các bạn bao quanh cái video thôi. Rồi, đó là một cái vấn đề mà mình cũng rất là hay học tập từ những người đi trước. Hầu hết thì các bạn thấy những video hướng dẫn trên YouTube không hề có cái viền trắng này không? Chứ viền trắng này chắc chỉ có mình làm ở Việt Nam này thôi. Đa phần là người ta làm những video hướng dẫn rất là sơ sài, kiểu như là cho xong, cho qua, cho nhanh thôi, chứ mà cũng không có chăm chút nhiều cho lắm. Nếu như các bạn muốn chú thích thì bằng mũi tên thì các bạn cũng có thể sử dụng cách màu sầm này luôn nha. Ví dụ như cái mũi tên nè, kéo xuống để biết rằng là cái lệnh mà mình đang hướng dẫn nó đang nằm ở vị trí nào, ví dụ như đây, đúng không? Thì lâu lâu nếu như các bạn có chú thích thì các bạn chú thích thôi, còn không thì thôi khỏi cũng được. Rồi, đó là những cái nội dung chính. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đó là outro. Sau khi kết thúc kêu gọi rồi đó thì chúng ta để cái outro này nó cuối cùng và thêm vào một cái transition. Rồi, và như vậy chúng ta có intro, nội dung chính, outro, như vậy là cũng sắp xong rồi. Nếu như các bạn muốn bảo vệ bản quyền cho cái video mà các bạn đang làm thì chúng ta thêm vào một cái ảnh. Ở đây thì mình có một cái logo đó, thì đưa vào timeline luôn. Sau đó thì chúng ta kéo nhỏ cái logo này để bất kỳ vị trí nào trên cái video, để những khoảng trống thôi. Thông thường thì mình để bên tay phải và phần dưới cùng, hay để đây, và giảm cái opacity xuống để cho nó mờ mờ như thế này. Đó, thì có một cái logo để bảo vệ bản quyền cho video của bạn, để khi người khác tải lại cái video của bạn thì bạn có thể nhận diện được rằng là họ đang lấy video của mình. Thì khi có cái logo này thì ít hay nhiều thì chúng ta cũng bảo vệ phần nào cái bản quyền video của bạn trên mạng xã hội YouTube. Rồi, và như vậy thì đến đây là gần xong rồi nè. Coi như đã biên tập, đã chỉnh sửa, đã cắt ghép chú thích rồi đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta render ra. Các bạn chọn share và chọn local file để chuyển sang bước render, hay còn gọi là xuất phim. Xuất phim thì các bạn nên chọn đó là MP4 only up to 1080p để lấy được cái độ phân giải đó là Full HD. Sau đó thì NextJS thì các bạn sẽ tạo được một cái video hướng dẫn phần mềm dạng chia sẻ đó là how to, hoặc là hướng dẫn những cái thủ thuật nào đó trên máy tính, hoặc là chơi game, ghi hình game lại cũng được. Nhưng mà để dựng cái video về game thì chúng ta không dùng Camtasia, chúng ta dùng cái phần mềm khác. Thì trong một cái dịp khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chuyên đề, đó là cái quy trình để chúng ta có thể dàn dựng, tạo ra một cái video về gaming, biến bạn trở thành một tay game thủ cực cựa trên YouTube. Rồi, thì trong video này thì mình chia sẻ với các bạn cái quy trình để chúng ta có thể tạo ra một cái video về hướng dẫn phần mềm tutorial trên YouTube theo phong cách của mình. Rồi, thì nếu mà các bạn muốn xem tiếp những video từ mình thì có thể nhấp vào nút đăng ký trên kênh YouTube để chắc chắn rằng các bạn không bỏ lỡ những video nào từ mình. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.